Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều mặt hàng lan rừng bán với giá cực kỳ rẻ để cho các bác sưu tầm. Có dáng hương đuôi cáo hàng dân vừa lấy từ rừng về xanh mơn mởn luôn các bác nhé. Có cả cáo đỏ này, cáo lá nhăn này, vân vân. Hôm nay em có rất là nhiều hình, các bác thoải mái mà lựa chọn các bác ạ. Và có những hình van đa hương chanh, lá xếp. Có hài vệ nứ này, hài gấm này, lan căn diệp và kiếm la giáo các bác nhé. Kiếm la giáo thì nó thuộc dòng lan đẹp đáng để chơi, nói chung dòng này nó cũng không gọi là có nhiều cho lắm. Em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng lan luôn. Đầu tiên em có Vanda hương chanh. Đây là hình số 1 này. Em bán với giá chỉ có 100.000 để cho các bác sưu tầm. Vanda hương chanh em đã cắt tỉ rễ gọn gàng. Và có một loại lan lạ nó dân nó lấy về kèm theo này, không biết là lan gì các bác biết nữa. Comment dưới video hộ em cái nhé. Cái vòi hoa nó rất là đẹp luôn. Này, cắt tỉ rễ gọn gàng rồi, lá xếp đẹp. Mỗi mai em chỉ bán có 100.000 thôi để cho các bác sưu tầm. Giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhé. Tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 của Vanda hương chanh này. Em bán là 100.000 như nhau các bác nhé. Cây xếp đẹp, cắt tỉa đấy gọn gàng, hàng rất là gọn gàng rồi, cây rất là dài. Tiếp theo là mã số 3, hình số 3 em bán là 100.000, sàn sàn như nhau các bác nhé. Đây, đây các bác ạ, hàng dề đẹp này. Đấy, mà giá cả thì hợp lý, nói chung là giá như vậy là quá là mềm rồi các bác nhé. Em tuyển chọn ra những hình lan đẹp để cho các bác sưu tầm. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 em cũng bán là 100.000. Đây, có lá xếp này. À, cây này còn lá nhăn nữa các bác nhé. Đây là lá nhăn. Mà em bán với giá chỉ có 100.000 thôi. Đây là quá là rẻ rồi. Đây. Đây. Cây xếp này. Đấy. Đây. Cây này cũng đều là Vanda các bác nhé. Hình số 4 em cũng bán 100.000. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 em cũng bán là 100.000. Tất cả đều cắt tỉa đấy gọn gàng rồi các bác nhé. Đây. Xếp đẹp mini luôn. Đây. Cắt gọn gàng cho các bác rồi. Hình số 5 100.000. Tiếp theo hình số 6 này. Em cũng bán là 100.000. Đây. Không biết loại này là hoa gì các bác ạ em à. Nhiều loại quá em cũng không biết. Khả năng là loại này hoa cũng sẽ rất là đẹp vì cái bồi hoa này. Nó phân nhánh luôn các bác ạ. Đây. Đấy. Chọn cây đẹp, hình nào cũng cây đẹp hết các bác ạ. Đây. Hình số 6 là 100.000. Tiếp theo hình số 7 là cũng 100.000. Quá là tuyệt vời. Em hình nào em cũng cắt tỉa thôi. Tiếp theo hình số 8 cũng 100.000. Đây ạ, 100.000 như nhau. Đây. Có cả quả nữa các bác ạ. Đây. Cây nào cũng đẹp. Cây này hơi bị gãy ngọn nhưng mà không sao các bác nhé. Gãy ngọn thì nói chung là bù trừ nhau. Có cây đẹp, có cây xấu. Cũng có cây xếp rất là đẹp. Đấy. Đang nụ rồi các bác nhé. Tiếp theo em chuyển sang hài gấm. Hài gấm hôm nay thì em có 4 hình. Hài gấm thì hoa rất là đẹp. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa các bác nhé. Đây các bác ạ, mặt hoa của hài gấm đây. Hoa nó màu vàng. Bông tròn trịa nhìn rất là xinh. Đây. Bông rất là đẹp các bác nhé. Nên các bác nào muốn biết thêm chi tiết thì lên mạng xem nhé. Em đang xem trên mạng ạ. Đây hình số 9 của lan hài gấm đây. Có cực kỳ nhiều, em bán là 150.000 đây các bác ạ. Hài gấm thì bây giờ một số cây nó có ngồng hoa rồi các bác nhé. Đây. Đấy, hàng rất là đẹp. Nãy dân vừa lấy về cho nên là hàng nó hơi ẩm ẩm các bác ạ. Đây. Đây các bác ạ. Quá là nhiều luôn. Một phần như này thì các bác trồng được khoảng 5-6 giò các bác nhé. Tiếp theo hình số 10. 10 là em bán là 120.000. Đây. Rẻ hơn 30.000. Cũng tương đương nhau thôi các bác ạ. Tiếp theo hình số 11 này. Bán là 150.000.
Hình này cây to đẹp các bác nhá. Đây. Cây rất là to đẹp luôn. Này. Đây các bác ạ. Cây to đẹp lắm này. Đấy. Đây như là một rể này. Đây. Nguyên một rể. Hình này rất là đẹp nhá các bác nhá. Đây. Em bán là 150.000. Tiếp theo là hình số 12. 12 thì có hai loại cơ. Có cả hồ điệp rừng này, có mấy cây hồ điệp rừng. Đây, cái vòi hoa của hồ điệp rừng dài đẹp lắm các bác nhé. Đây, đây một chùm hoa luôn, ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Đây, còn hai gấm là cây to nữa các bác nhé. Cây này, đây, hàng dề thôi, đây, hàng dề. Một bụi, một búi này này. Đây, và dề bé này. Đây, cây to này. Cây to rất là đẹp các bác ạ. Hình số 12 em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 13 là lan căn diệp. Lan căn diệp thì em chỉ có một hình duy nhất thôi. Em bán là 100.000 cho các bác sưu tầm. Đây là toàn là khúc nguyên bản thôi. Hoa của lan căn diệp thì màu vàng, cực kỳ đẹp. Nhưng mà bác nào muốn tìm hiểu thêm thì lên mạng để search các bác nhé. Tên nó là lan căn diệp. Có bao nhiêu khúc nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 khúc các bác ạ. Là 100.000. Tiếp theo em sẽ chuyển sang những cái hình dáng hưng nuôi cáo. Hôm nay thì cáo nhà em rất là đẹp, tươi, rói rói luôn. Và có cả cáo lá nhăn nữa đây các bác ạ. Cáo đỏ mà còn lá nhăn nữa, đẹp mê ly luôn. Đây. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của cáo đỏ cao bằng trước nhá. Nói chung là cáo núi đá mà nên là nó rất là tím, cực kỳ đẹp. Đấy, hàng dân vừa lấy về cho các bác ạ. Đây các bác ạ, hoa của dáng hương nuôi cáo đấy, màu tím rất là đẹp. Nói chung là cáo của vùng Cao Bằng chúng em là không thể chê vào đâu được rồi. Hoa cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Đây, hoa cực kỳ đẹp, tím đậm luôn. Đây có rất là nhiều hình 100.000, chủ yếu là hình 100 thôi nên là các bác nhớ xem hết video các bác nhá. Em sẽ thứ tự đi, này các bác nhớ xem hết video ạ. Tiếp theo là hình số 14 này, là 140.000. Có rất là nhiều cây luôn. Đây, cáo đỏ này, vừa lấy về nên hàng rất tươi, cắt tỉa đế gọn gàng. Có rất là nhiều cây. Đây, một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, cáo đỏ luôn. Sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây. 140.000, quá rẻ luôn các bác ạ. Tiếp theo là hình số 15. Hình này thì vì là nó cáo đỏ với lá nhăn. Đây các bác ạ, chuẩn lá nhăn luôn. Đây. Đây. Cây này rất là to nhá. Cây này cực kỳ thích luôn. Cáo đỏ cho hoa tím với lại lá nó lá gân lá nhăn nữa thì rất là độc lạ. Đây. Một rể một mẹ một con này. Đây. Đẹp lắm các bác ạ. Đây cái rể này kìa. Không được đẹp nhưng mà được cái rể này là quá chuẩn rồi. Đây, cây cáo đỏ nữa hai cây này. Này, cây này cây rất là to nữa này. Hình này em bán là 200.000 nhá. Cáo chọn đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo hình số 16. Em bán là 150.000 để cho các bác sưu tầm. Này, có rất là nhiều cây cáo đỏ này. Cáo xếp đỏ cây bé bé. Nói chung dòng này trồng thích lắm các bác ạ. Đây. Đây, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Đây, 5 cây. Đây, một dề này, một dề cáo đỏ này, nguyên một dề này. Hình này rất là đẹp nha các bác nhé. Hình số 16 là 150.000. Tiếp theo hình số 17 này, em bán 100.000. Có cả cáo đỏ này, một cây này, hai cây này, ba cây này. Đây, cáo đỏ 4 cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Quá rẻ luôn các bác nhé, em bán gọi là lấy lái ít để cho các bác sưu tầm, bán rẻ để cho gọi là hết hàng nhanh. Hôm nào hàng em cũng về nên em sẽ bán giá cực kỳ mềm cho các bác. Tiếp theo là hình số 18 này. Hình số 18 thì cây to đẹp. Đây, em bán là 250.000. Nói chung là tiền nào của nấy các bác ạ. Hình đắt tiền thì nó sẽ được cây to đẹp bóng mượt hơn. Ba cây này là làm một trồng được một chậu là quá là phê rồi. Đây. Cáo đỏ này, bản lá to lắm các bác nhé. Này.
Đây, màn lá rất là to. Ba cây này quá là tuyệt vời rồi, ba cây. Còn cây này còn lá nhăn nữa này các bác ạ, lá nhăn nữa này. 4 cây. Cái dề cáo đỏ lá nhăn nữa này. Đấy, hình này quá là hợp lý rồi các bác nhá. Em bán 250.000. Tổng chỗ này là 250.000, hàng tuyển chọn luôn. Tiếp theo cái dề này em bán là 250.000, hình 29. Hình số 19 là 250.000. Đây, nguyên một dề. Một dề cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây, 1 2 3 4 5 6 cây. Đây, dề này quá là đẹp tuyệt vời luôn. Hình số 19 em bán 250.000, là nguyên một dề. Tiếp theo hình số 20 này, 100.000. Đây, một cây cáo này, bóng mướt luôn. Cây to đẹp các bác nhá. Này. Cáo đỏ này, 1 cây, 2 cây này. 3 cây, 4 cây, 5 cây này. 6 cây này, 7 cây. Đấy, tổng số này em bán là 100.000. Tiếp theo là hình số 21 này, cũng 100.000. Đây, nguyên một dề là 3 cây này. Dề này rất là đẹp luôn. Đây, cây cáo đỏ này, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây này. Hình số 21 là 100.000. Quá rẻ các bác nhá. Giá như vậy là quá là rẻ rồi. Không thể rẻ hơn nữa đâu các bác ạ. Tiếp theo hình số 22 này là 100.000. Một cây. Đây, quá là đẹp này. Tươi rồi rói luôn. Hàng vừa xuống núi nên là cực kỳ tươi luôn. 3 cây này. 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Đây, tổng chỗ này nhá. Rất là đẹp nên bán chỉ có 100.000. Cắt tỉ lấy gọn gàng. Đấy. Tiếp theo hình số 23 cũng 100.000. Đây. Một dề này có 1 2 3 cây này. 4 này, 5 này. 6 này. 7 8 9 này. Đấy. Cáo đỏ con. Thích lắm các bác ạ. Dòng này trồng là rất lớn, rất là nhanh. Đấy. Hình số 23 100.000. Tiếp theo hình số 24. Em bán là 120.000. Đây, hình này cây to đẹp các bác nhé. Đây, cây xếp đỏ này, một cây này, đỏ này, hai cây này, ba cây, bốn cây này, này, năm cây này, này. Trồng được một giò cực kỳ đẹp luôn. Hình này em bán là 120.000. Tiếp theo là hình số 25, 120.000, quá rẻ luôn các bác nhé. Thực sự là quá rẻ đẹp. Này, có hai khúc nguyên bản cáo đỏ này, có một cây lá xếp này, này. Mà, này. Tổng chỗ này em không đếm nữa. Này, các bác có thể chụp màn hình lại đơn hàng của mình. Hình số 25 là 120.000. Tiếp theo hình số 26 đây là 120.000. Rẻ quá các bác ạ, thực sự rất là rẻ luôn. Cây xếp mà còn cáo đỏ nữa này, em bán giá như vậy là quá là mềm rồi các bác nhé. Một cây, hai cây, ba cây, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Chín cây, cả cây to bé. Này. Tiếp theo là hình số 27 này. 120. Đây, hai mẹ con. À, một đôi cáo to đây. Rất là đẹp. Đây, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cây. Em bán là 120.000. Tiếp theo hình số 28 đây là cũng 120.000, quá đẹp. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6 cây. Cáo lá xếp đỏ đây. Cáo đỏ này, đây các bác ạ. Hình số 28 là 120.000. Tiếp theo hình số 29 là 120.000. Đây, 1, 2, đây, rất là đẹp, một cây này. Cây này rất là to đẹp này. Đây. Một cây, hai cây, ba cây. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây, cả to cả bé. Tiếp theo là hình số 30. 180.000, bốn cây cáo to đẹp các bác nhá. Đây. Rất là to đẹp. Cắt tỉa lấy gọn gàng, cây bóng mướt luôn.
đây, đây. Đôi đây. Hình số 30 là 180.000. Tiếp theo hình số 31 này. Hình này là cũng quá tuyệt vời. Cây to, lá xếp, cáo đỏ. Đây, một cây này. À, hình này em bán là 200.000 nhé. Một cây, hai cây. Đây, đỏ lưu luôn, ba cây. Cây này quá đẹp này, xếp đẹp, tuyệt vời này. Đây, chùm hoa này. Đỏ và chùm hoa luôn. Bốn cây. Năm cây, sáu cây. Đây. Đây, quá đẹp các bác nhé. Hình số 31 này. Bán là 200.000. Tiếp theo là hình số 32. Hình số 32 thì rất là nhiều cây, 120.000. Đây, rất là nhiều cây. Em sẽ không đếm nữa các bác nhé. Đây, các bác có thể chụp màn hình lại ạ. Tiếp theo hình số 33 đây. 33 em cũng bán là 120.000. Quá đẹp các bác ạ. Tiếp theo hình số 34 đây. Các bác nào còn chưa thêm xem đó thì em có thể kết bạn Zalo với em nhé. Và em sẽ chụp ảnh qua Zalo cho. Đây, một cây cáo đỏ này. Cây cáo xếp đẹp tươi đôi lói luôn. Rất là nhiều này. Đây, đẹp lắm này các bác ạ. Đẹp quá đẹp. Rất là nhiều. Hình này em bán là 120.000 hình số 34. Tiếp theo là hình số 35. Là 120.000. Đấy. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Đây, rất là đẹp luôn. Cáo xếp, cáo đỏ đầy đủ các bác ạ. Đây. Hình số 35 là 120.000. Tiếp theo hình số 36 là 150.000. Đây. Cây to đẹp này, đỏ. Đỏ thấm luôn các bác nhé. Nhìn thấm luôn đấy ạ. Quá đẹp tuyệt vời. Hình này em thấy rất là đẹp. Cây con xếp rụt này. 1, 2, 3, 4, 5. Cây này quá đỏ luôn. 6, 7, 8 cây. Đấy, tổng số này em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 37 này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Dàn cây to đẹp. Em bán là chỉ có 120.000. Cây rất là to các bác nhé. Tiếp theo là hình cáo cuối cùng. Hình số 38 em cũng bán 120.000. Đây, cây rất là đẹp này, cắt tỉa đế gọn gàng. Bám cả rêu nhìn này, rất là dân giá luôn. 2, cây rất là to này, 3, 4, 5, 6, 7 cây các bác ạ. Tiếp theo em có 6 phần kiếm lá giáo. Em đã chia đều tất cả các phần rồi, các hình rồi. Đây. Các bác ạ. Hoa của kiếm lá giáo thì rất là đẹp nhé. Hôm nay toàn hàng to thôi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của kiếm lá giáo. Và nhiều bác chưa biết thì em cho các bác xem mặt hoa để các bác có thể biết rõ hơn về dòng này. Đây, hoa của kiếm lá giáo đây các bác nhé. Hoa rất là đẹp. Rất là độc lạ luôn. Lưới tím đỏ này. Đây, em sẽ cho các bác xem cái ảnh rõ hơn. Đây. Lưới nó màu đỏ này. Và cái cánh vai nó có một vệt màu đỏ rất là đẹp các bác nhé. Rất là độc lạ luôn. Đó. Bông hoa nhìn rất là đẹp. Đấy. Bông rất là to các bác nhé. Bông cực kỳ to đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu từng hình luôn. Đây, mỗi hình em bán 200.000. A1 này 200.000. Cây rất là to đẹp. Mỗi phần như này thì trồng được rất là nhiều các bác nhé. Đây. Nếu các bác nào lấy một ít sưu tầm thì em có thể tách phần ra. Ví dụ lấy một nửa này em sẽ lấy 100. Còn các bác lấy cả phần 200. A1 này 200.000. Tiếp theo A2 cũng 200. Hàng cây rất là to các bác nhé. Ban nãy dân vừa lấy về cho. Hàng còn rất là tươi. Trời hơi mưa ẩm nên là dân lấy hơi bị ướt các bác nhé. Để khô thì em sẽ gửi cho các bác sau. A2 em cũng bán 200.000. Rất là nhiều. Các quả của kiếm lá giáo đây các bác ạ. Tiếp theo A3 cũng 200.000. Đây các bác ạ. Đây, lá nhăn nữa đây này. Một cây lá nhăn ít ít thôi các bác nhé. A3 thì em cũng bán 200.000 cho các bác sưu tầm.
lại hàng. Em bật flash lên cho các bác xem rõ hơn. Tiếp theo A4 này. A4 là cây toàn cây to thôi. 200.000. Đây các bạn, toàn cây to nhé. Bán lá to đẹp thôi. A4 em bán 200.000. Tiếp theo A5 này. Em cũng bán 200.000. Rất có rất là nhiều, các bác thoải mái trồng. Tiếp theo A6 đây, em cũng bán 200.000. Hàng còn rất là tươi. Tiếp theo có hài vệ nữ này. Hài vệ nữ thì nãy dân vừa lấy thêm, lấy cho thêm, hàng rất là xanh tươi. Hoa rất là đẹp. Em bán giá cực kỳ rẻ luôn, là chỉ có 60.000 đồng 1 kg. Em sẽ cho các bác xem một chút mặt hoa của dòng này nhé. Đây các bác ạ, hoa của hài vệ nữ đây. Đây, bông này, bông rất là xinh luôn. Đấy, mọc nguyên bản ở trên vách đá ngoài tự nhiên này. Đấy, bông cực kỳ to nhé các bác nhé, bông rất là to. Đấy, cực kỳ đẹp và giá cả thì rất là rẻ luôn các bác ạ. Hài vệ nữ thì em bán 60.000 đồng 1 kg. Thì các bác có thể lấy kèm cùng những mặt hàng khác này. Dòng này thì rất là nhẹ nên là 1 cân cũng được khá là nhiều các bác nhé. Và cuối cùng thì em có hoàng thảo long nhãn hoa vàng. Đấy, hoa của dòng này rất là đẹp. Đây, cây cao cây thấp có đầy đủ đây. Em bán giá chỉ 50.000 đồng 1 kg. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của dòng này các bác nhé. Đây các bác ạ, hoa của hoàng thảo long nhãn đây. Hoa màu vàng cam. Rất là sai hoa nhé, dòng này cực kỳ sai hoa. Cái dòng này mà tới mùa hoa nở trên rừng ấy, nhìn cách mấy trăm mét mà còn nhìn thấy rất là rõ các bác ạ. Đây. Hoa rất là đẹp. Và giá cả thì cũng hợp lý mà chỉ có 50.000 đồng 1 kg các bác ạ, cực kỳ rẻ luôn. Đây. Đây hàng em có rất là nhiều luôn. Đây có cả cây dài cây ngắn này đủ đây. Đấy, các bác thoải mái mà là lựa chọn các bác nhé, sưu tầm. Đây, có khoảng 50 cân các bác ạ, cực kỳ nhiều. Rồi ok, đây là tất cả các mặt hàng của nhà em hôm nay. Em xin chân